rồi, 8 năm nay mà không có cúp thì thôi, 50 triệu vậy. Sân thứ 5, đôi nam nữ, sân Huyền còn lấy gần Kim Thoa, Vũ Trịnh Thái Bình. Rồi 8 năm nay là đứng... Sân 6, đôi nam nữ, Chiến Mai, vừa thắng các bác gần Sang Nhi, công viên tuổi trẻ. Sân thứ 5, đôi nam nữ Tùng Hằng cùng với những tập Tuấn Anh, Mai Phương, Văn Quán. Thứ nhất là sân thứ 5, đôi nam nữ Tùng Hằng cùng với gặp Anh Phương, Văn Quán. Xin cảm ơn các câu lạc bộ Trường Phúc Hồ Hồ Diệp, câu lạc bộ Trường Sư Phụ Hồ Nam Trang, câu lạc bộ Tư Đình Hồ Hồ Diệp, câu lạc bộ Trung Yên Hồ Nam Trang, em Chiến câu lạc bộ Tràng Thi Hồ Nam Trang, anh Thanh Ngọc Nghị, anh Thanh câu lạc bộ Hồng Thị Hồ Diệp, cơ sở sản xuất giày đá cầu Ngọc Thủy Hồ Diệp, câu lạc bộ Phương Liệt Hồ Diệp, câu lạc bộ Thanh Trì Hồ Diệp, câu lạc bộ Hồ Hoa Hà Hồ Diệp, câu lạc bộ Sông Hồng Hồ Diệp, câu lạc bộ Công viên Tuổi Trẻ Hồ Hồ Diệp, câu lạc bộ Xuân Phương Hồ Diệp. Sân thứ 8, trận thi đấu tiếp theo của đôi nam nữ Đức Dương Trường Thiên Quang của đội Thanh Trang Trung Yên. Nhắc lại sân 8, đôi nam nữ trận thi đấu tiếp theo Đức Dương Thiên Quang đội Thanh Trang Trung Yên. Câu lạc bộ Thành Công của Hồ Hồ Diệp. Vợ chồng anh Nguyễn Thu, câu lạc bộ Hiền Quang của Hồ Hồ Diệp, câu lạc bộ Linh Nghiệp Đại Đoàn Kết của Hồ Nam Trang, câu lạc bộ Hồ Mẹ Hồ Nam Trang, câu lạc bộ Cầu Giấy của Hồ Hồ Diệp, em Tu Vi Nhà Hàng Vân Bảo Thành Hồ Hồ Diệp. Xin cảm ơn tất cả các anh em trường. Xin cảm ơn các bộ nông sản người đã ủng hộ giải của chị. Sân số 7, sân số 7, đội 3 đã tới. Thiệt Quang Bầu gặp Tư Đình. Thứ nhất là sân số 7, đội 3 đã tới. Thiệt Quang Bầu gặp Tư Đình. Sân số 1, đôi nam Tùng Trung Công viên Liên là Phương Hưng Ngọc Thùy. Chúng tôi nhắc lại sân 1, đôi nam trẻ Tùng Trung Công viên Liên là Phương Hưng Ngọc Thùy. Sân số 7, đội 3 đang thường Thiền Quang Hồ gặp Tư Đình.
kia sôi động thế. Và tám ở bên đấy sôi động gì vậy? Sân số 2 trận thi đấu đôi nam trẻ Vương Thắng Đông Sáng ơi là cùng đồng anh Hải Đình Công. Các bạn sân 2 đôi nam Cường Thắng Đông Sáng ơi gặp anh Hà Đình Công. Xin cảm ơn các đồng hồ Hoàng Diệp Hà Nội đã ủng hộ giải trang phẩm. Hãy subscribe.